Ok, đây là những thành quả mình bắt những con ếch hiếm trong thời gian qua là các bạn. Đây ếch Goliath ha, ếch Panama này ha. Ở đây nó là mọi người khá là nhiều luôn nha các bạn ơi. Ok, hello mọi người, thì mọi người biết mình đang cầm con gì không mọi người? Đây là con ếch Goliath đó mọi người, hay còn gọi là con ếch mập á. Mà mục đích mình làm video ngày hôm nay là mình muốn thông báo cho các bạn nào chưa biết nha các bạn, thì sắp tới mọi người là những cái loài ếch của mình đó mọi người, là cụ thể là chính loài ếch đó, để không còn ở đảo Kaya nữa các bạn nhé, không còn trong bờ đây tôi đào của mình nữa. Thì vì sao? Thì thời gian xuất hiện của con những cái loài ếch này các bạn là xuất hiện từ tháng 3 cho đến tháng 8 thôi. Thì đâu đó trong vòng hết tháng 8 là mình hết gặp con ếch rồi các bạn. Thì các bạn muốn gặp lại cái những cái loài ếch này thì các bạn phải chờ đến tháng 3 năm sau nha. Rồi thì cái mục đích chính của video này của mình á, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đi bắt những cái loài ếch hiếm các bạn. Thì trong đây có 9 loài ếch á, nhưng mà có 2 là con ếch hiếm nha các bạn ơi. Thì những con ếch kia thì các bạn đã bắt được rồi đúng không? Những con ếch hiếm thì có thể bạn chưa bắt được, mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Rồi đầu tiên là ếch Goliath các bạn, thì cái vị trí xuất hiện của nó là ở trong khu cắm trại các bạn. Rồi cái thời gian xuất hiện đó là từ phút 25 cho đến phút 35 hoặc là phút 55 cho đến phút 05 các bạn. Thì cái thời gian là tính theo thời gian ngoài đời thật các bạn nha. Chẳng hạn ví dụ là các bạn 8 giờ 25 đến 8 giờ 35 thì các bạn đi săn con này giùm mình trong cabin nha. Thì khi bắt con này thì các bạn đi thật là rón rén hay là chậm nha các bạn, tại vì con này nếu mà các bạn đi nhanh á là nó sẽ biến mất á. Rồi con ếch hiếm thứ hai các bạn, đó là con ếch vàng Panama nha các bạn. Thì con này nó vị trí xuất hiện cũng là cabin các bạn, nhưng mà nó ngược lại với con ếch Goliath á, là cái thời gian xuất hiện của nó là ban ngày nha các bạn ơi. Rồi thì cái thời gian xuất hiện cụ thể của nó là từ phút thứ 10 cho đến phút 20 hoặc là từ phút 40 cho đến 50 ở ngoài đời thực của mình nha các bạn ơi. Ok, thì clip này mình đã chỉ cho các bạn cái vị trí để bắt ếch hiếm các bạn. Thì bạn nào thấy video này hay thì bạn để lại giùm một like hoặc là đăng ký kênh các bạn ơi. Rồi giờ thì nhã quý cho các bạn nha, chúc các bạn may mắn nha.